bệnh. Vậy là gai. Gai không? Nó bự. Coi cái màn đấy. Hello, xin chào cả nhà nha. Rất vui được lại các bạn trên kênh YouTube Người Từ Bến Tre. Hôm nay mình đi vòng mình kiếm bắt ong ruồi cả nhà ơi. Đi bắt ong nghe chim hót liêu lo hết cả nhà ơi. Con ong gì bự dữ vậy? Phải ong đó không? Phải ổ ong con ong này không? Nè. Ong bự dữ vậy? Đó, con ong bay á bự đó. Con bự dữ lắm, con ong lắm. Con ong bự lắm. Đó phải con ong đó. Phải con ba ong đó phải. Phải không? Không. Ong đó nghĩ sao anh không có ba ong lỗ ong dẻ vậy. Đâu qua đâu nào nhỏ đâu. Nhỏ đâu. Con bự hả? Đây nè, đây nè. Đó thì đó, con lâu leo đây nè nè. Quang lên đó mà. Con. Đó, con nhậu đen bự chảng đó. Thấy không? Không, chưa biết đây không? Đây là anh Hương. Ở đây là anh Hương lên nè. Mập. Thì đó, quang. Mập nè, ông này. Qua nó gượng đánh dữ lắm hả? Nó chụp hình đưa ra luôn hả? Chụp hình đưa mặt tướng gió ra luôn. Con ong này bự lắm nè. Ông bự cái cành cỡ 4 tấc à. Ông bự không? Con ông bự chán không à, con ông á. Con ông này con ông dữ á. Mới đóng à. Tháng mấy hả? Lâu hả? Thì ổ này lâu hả? Vậy là có mật rồi chứ làm gì không có mật. Tuấn không có kia thật hót để tôi hồi tôi lụm cho. Dắt chưa hả? Rất nhiều hả? À, nghỉ rồi hả? Đi về hết á. Luôn mẹ cái nhánh nó đi. Thì nó cưa đó. Thì đứng từ xa cưa cái nhánh.
mà phải là cái cây cưa mà nó bén nha. Chắc mà chắc ổng đưa, chắc ổng cầm cái cây cưa lục quá. Cầm cây cưa lục mà cưa không xuống nữa. Nói Vinh nó đưa cái mặt, nó đang ai vậy Vinh. Nó không nghe khói, phải không? Phải, ông vừa làm gì đó mà nhà em, ông vừa nó làm cái gì trong cái cây cưa cửa nhà em á. Đó là con ông vú. Nó nhỏ nhỏ. Đó ông vú. Mày gấp 3 lần cái này thôi nè. Đó ông vú. Trong kẹt nhà là ông vú. Ông vú, ông rùi. Ông rùi với mặt là thứ ông mặt là nhà mình nuôi, còn ông rùi trong ngoài về rừng, ngoài cây. Tấn ơi, xong chưa Tấn ơi? Xong chưa? Xong chưa lên đây? Lên đây tao bắt cho coi nè. Hôm nước sẵn hả? Hôm nước sẵn chưa chứ hả? Cái gì? Hả? Nhảy dưới trốn hả? Hôm qua anh với anh Tấn chạy múc kỹ rồi hả? Nó vừa nước xịt rồi hả? Mày quá mày. Mày là cái? Cái không? Coi cái màn tấn. Ủa má bánh bự giống được lên. Như vậy? Vậy được rồi, tao quay vậy, mày quay kia. Đây là anh Dũng. Má gì hô thợ bắt ông. Hiểu chưa? Đó kìa. Bây giờ quay cái mặt trước cái đã. Quay mặt trước. Cái đầu trai chứ quay cái mặt trước cái đã. Qua mà leo chảy luôn hả? Qua lên đảnh được cái mặt nó nhủ luôn. Cái trong quay mà còn bé rồi. Kẹp luôn mà. Má giờ thành à, giờ gì? Quay tôi. Tôi quay ông hồi cái mặt tôi sưng quá. Chó này chó mặt sệ chứ không phải được chó bông nữa. Thì quay ông leo luôn hả? Đúng rồi. Quay ông leo lên luôn. Quay đâu vậy? Quay đâu vậy quá? Cái gì tưởng dưới đỡ mày. Này cái clip này kêu là clip bắt ông không? Liêm để cho chích rồi cho tiền nhiều mà quá. Mất cái đuôi trước nhanh giục máy luôn nha Liêm. Nó dí ghê, nó dí tới chỗ của một làng bán nước luôn á. Quay đi đâu vậy ba, quay không thấy, quay không đi. Má nó cây nó keo ông nội ơi. Đâu có thấy, nó mờ quá trời. Đây là thấy nè, thấy nè. Cái này không thấy, cái này mờ. Thấy cái tướng ổng như con voi. Zoom ra, zoom gần lại. Lên đây, nè mày gấm cái, tao đang cầm vậy. Ờ đó vậy dễ thấy nè. Có mặt mà nó buông người nó nói chuyện. Nè thấy tôi ông rồi nè. Phải không? Nè tôi ông nè. Nè tôi ông nè phải không? Đúng không? Nó chứ nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Hết rồi. Nhưng Bến Tre mà ông bắt cái này là có chuyện bình thường. Ủa má, hồi dễ biết nha Liêm, chạy trước á. Ê, mày mở mỏi thùng rác gì, Liêm nhảy vô mày, đậy lại tính. Đó rồi, hai đồng bạc chùa chùa hả? Anh em mình 5 năm nha Liêm. Mà thấy mới chạy rồi, đủ quá, khủng quá, chạy rồi. Bọn ra đây quay giờ mới rõ bọn. Đây trống nè. Mà ai mấy nhánh cây nó che. Quay lại thấy mà thấy cái đầu Liêm không à. Gấm lên. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Đó, mày leo qua cái cây đối diện nè. Tao thấy cái đầu Liêm mà. Mày leo đây coi đối diện nè mới thấy chứ đứng dưới sao quay được. Leo qua cây này tưởng mày đứng rồi quay bển không thấy. Ủa Liêm gái hay vậy Liêm. Đâu mất tiêu rồi. Ổ bự chưa? Ông
không để lớn lớn là lấy ổ này là bự á, ổ này mà nó đóng là bự lắm á, lấy chừa lại miếng mới có làm tiếp, giờ lấy này uổng lắm, nó bỏ đi uổng lớn không. Ờ, để lớn lớn là lấy với lấy giờ uổng được không? Xuống lấy ca bự à? Xuống lấy ca bự hả? Nó ông bự lắm nghe nè. Ông bay ra quá trời rồi cả nhà ơi, bay ra u luôn cả nhà ơi, ông này dữ quá cả nhà ơi, thôi chạy xuống dây, chạy ơi. Nghe cái độ cái mùi của mày á, nó chết rồi, nhớ mày đó con. Liêm nhảy xuống kìa, Liêm nhảy xuống kìa. Rồi Liêm chạy xuống rồi, Liêm chạy xuống rồi. Ủa ông Liêm mà nó trắng nó chích trên đầu hai đầu bọc được hai cái sừng nữa.